Đây này các bạn, tỉnh có mua, Vinh có mua mấy con vịt này các bạn. Ương nay cũng được cỡ cổ giò rồi các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Đi thăm vườn rau. Chào các bạn, chào mọi người đến với video của Thịnh. Sáng hôm nay xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới xem video thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha các bạn. Còn bây giờ Thịnh với chú Chính thăm lại cái vườn rau của Thịnh với Chính trải hôm nay. Đây đây, dưa leo đây. Mấy cây này cái dưa leo này các bạn. Thịnh với Chính bỏ học nó mấy bữa nó lên rồi các bạn. Đây một hàng. Còn đây được hai cây này các bạn. Đó, cao đường khúc này nè. Đó, đây nữa. Mình dòng qua bỏ một hàng đó, mình bỏ nó đó. Nguyên dây này là dưa leo nè. Đó. Đầu bắp dây này. Dự kiến là cái dưa leo đó sẽ bò cho lên lưới các bạn. Còn bên đây ở mé sát mấy bờ ở bển nó là dưa leo các bạn, còn bên đây là rau muống. Ở mình bỏ nó hơi nắng các bạn, nó cũng không được đều. Còn hàng đầu bắp được cặp đây. La tròn tròn đầu bắp đó. Sau cơn mưa hồi tối các bạn. Sáng nay cỡ 10 giờ thằng chú Chính sẽ đi thăm lờ. Thăm lờ đặt cỡ 4 bữa rồi các bạn. Bữa nay hy vọng có cá để trưa nay hai chú cháu mình làm. Bữa nay Thịnh sẽ làm caramel để quay chú Chính thăm lờ các bạn. Đây, cái lờ đầu tiên. Dạ, cái sạc. Có cách thật lát nữa ta. Ừ. Này các bạn. Cá thật lát các bạn. Với lại cá rô hay cái sạc. Thành quả đầu tiên. Gớm. Cái này nó dính nhiều thứ cá lắm các bạn, sạc rô đủ thứ. Tiếp tục là cái đường kinh thứ hai các bạn, đường kinh này nó rộng hơn, cá cũng hên xui các bạn, khi cá lóc, cá trê, cá rô, cá sạc, cá tắc lá đủ. Ê có cá, chú Chính có cá đó các bạn, quậy vòng cái gì các bạn? Con cá dày. À cá dày, con cá dày nó cũng tựa tựa như cá lóc luôn nha các bạn. Đây cái chai các bạn nè, các chị đây các bạn, cá dày, cá rô bự. Để chú Chính gỡ ra cái mình bỏ vô giỏ nha các bạn. Cá rô nè các bạn, cá rô đồng, cái đuôi nó phải có cái hộp đen nè các bạn. Đây đây, hầm hầm mình có quay một con cá rô bự nó đầy ở trên ngay chỗ cái măng, nó có cái đêm cái đen nè các bạn. Cá này cho cả ba ngón dài các bạn, cái này ốm đẻ rồi, bỏ vô luôn, thành quả tiếng được. Ây da, được, nhóc nhóc mà cá lóc cũng được. Này các bạn, đây con, đây, nhóc nhóc mà cá lóc. Cái chai này sao nó cứ, đây này các bạn. Rồi, bây giờ Chính sẽ đổ ra nha các bạn. Đây các bạn, Chính thăm lờ đem ra các bạn. À là con cá rô nữa các bạn ơi. Wow, cá rô bự không à. Mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả của cái lò này. À, cái chai là cái đây này các bạn. Đây cá rô đây. Quá xinh. Thật lát nữa các bạn. Thành quả của hai chú cháu thăm mười mấy cái lò các bạn. Có mấy cái nãy không có quay kịp. Ê, xích vô, xích vô. Đây. Còn cần cá lóc, này lên cẩn. Cái này cá trào các bạn ơi. Nhưng cá dày nè các bạn. Đây này kiểu cá dày nè các bạn. Có người miền Tây thì rành, có những người ở người miền khác thì không rành lắm cái này. Đây nè các bạn, cá rô. Thẩm mấy cá rô. Cậu trứng không các bạn ơi. Nè. Thấy không? Đen một đây, đuôi một. Hổng quay không kỹ, có mấy anh về bình luận nói phải có cái đuôi nữa, cái này không có cái đuôi nè, vẫn đồng không. Đây.
Đây. Đây các bạn. Hai cá thắt lát, ai già nó đều hơi nhỏ nha các bạn. Không được bự lắm. Cá này chú Hồi để lại đi, làm món khác. Còn cái cá này nấu canh các bạn ơi. Hôm chú Chính có đi bắt nhái các bạn. Rồi, hôm đi bắt nhái này các bạn. Cái món này thịnh thèm nay cỡ năm mấy rồi các bạn. Cầm nhái xuống. Trong xếp của chú Chính. Các luôn, xác xuống luôn. Có còn ớt nữa. Đây các bạn. Ồ, có còn ớt bự nữa. Wow. Chú quá thì bắt được các bạn. Ủa bảo. Các bạn. Thì em hổm nước mặn á các bạn, với lại mùa hạn á, bầu nó héo hư ráo dày vậy nó mới có lợi này các bạn. Đây cái nụ nghe chưa. Đây, tương lai cái này khoảng chừng 10 bữa nữa là ăn được luôn các bạn, màu lớn lắm các bạn. Còn đây này các bạn, đợt trước nó còn dính nắng bởi nó cong quẹo thấy không, không được ngon, nó phải thẳng như mấy cái này vậy nè. Đây đây đó nè. Đồ, đây, đó này nó một đợt này các bạn, mưa xuống đường cái là mấy cái đồ ăn bông của mình nó sẽ tươi tốt liền. Quá trời cái nụ mới hà luôn nè. Thì hôm nay nước mặn không có này quá trời. Thôi mà bầu để sao đi, bầu để hẹn em 10 bữa nữa anh thăm anh nấu canh. Còn bây giờ mình hái mướp nấu canh mướp đi. Đây. Quá trời tươi trong các bạn ơi, nè bạn có thấy không? Nó tươi còn hơn cái mặt của Thịnh nữa. Làm trái này cài. Cục vàng. Wow. Làm luôn đi, lá này nó vàng vàng rồi, làm luôn. Ê, cái bên đây nữa. Làm cái này nữa các bạn ơi. Cái này nó là đủ rồi. Đủ hai chú cháu với lại cháu gái của Thành là được rồi. Ba người, người trái, thấy không? Này, chú Chính công cực khổ các bạn, thì trái mướp dài bự. Thành làm caramel với lại đi vòng vòng hái thì trái nhỏ một chút. Còn nhỏ cháu thì nó không làm gì hết, nó ăn này nhỏ xíu các bạn. Bây giờ hai chú cháu đi kiếm xả, vậy mình kho với nhái các bạn ơi. Bạn thấy không, đồng lúa thì đang xả các bạn. Ủa sới chứ, chuẩn bị xả. Chờ nước nó lợ là nó hết mặn các bạn. Nước mưa xuống nè. Người ta sới xong miệng ở đầu, người ta quần cái nữa là chuẩn bị ta xả các bạn. Thủ sẵn thôi. Các bạn, bây giờ em mới trồng luôn các bạn ơi. Thì trồng để dành có mình có kho xả hay xào xả ớt gì cái mình làm luôn. Còn đây là đây là những cái vẽ đầu để dày chút mình xào xả ớt các bạn. Nhái khi xào xả ớt cũng được mà kho xả ớt cũng được. Chú Chính sẽ hái mồng tơi các bạn để bỏ vô mướp mình nấu canh với cá rô các bạn. Có cá rô cộng cộng đó các bạn, cái mình nấu canh nhái mình kho xả ớt kêu xào đi nghe nó hấp dẫn hơn kho các bạn. Mưa xuống mấy cây mà nó tươi lại hết chứ. Tươi liền. Hôm nay nắng quá, hôm nay nắng nó héo các bạn. Giờ mưa xuống cái nó tươi lại. Cái mồng tơi các bạn nấu canh nó ra chắc nhớ câu vậy chứ ăn mát đó các bạn. Trên bà cái hộp đen đen vậy mình trồng sống trên cái đó rải xuống lên nó dễ lên. Nhớ ngày xưa hồi có còn nhỏ là ngồi nhà của ai cái hàng rào chứ cũng có cái mồng tơi nè, nó dễ trồng lắm. Cái này vậy là ba cái mướp hồi nãy thành hai nữa là ok. Mưa có một nồi canh nấu nồi canh cá rô. Còn đây là nhái này các bạn, nhái Thịnh đã mặn xong hết rồi các bạn, có còn ớt mới nhái, đầy trứng này các bạn. Đây, cái này là mình chỉ xả ớt, xào xả ớt.
còn bên trứng này các bạn. Quá wow, trời ơi. Hôm mưa các bạn. Cá nó lên, mang cá này lên để nó đẻ bởi nó trứng dữ lắm các bạn. Đây các bạn. Trứng nè. Các bạn thấy cái trứng cái đồ động không? À. Đây, mỗi con mỗi trứng các bạn ơi, chứ lúc sau ăn vẫn được. À. Sắc mướp xéo xéo kiểu này nè các bạn. Nó còn miếng mịn, nó không có bị rã các bạn. Nghe những người lớn dạy nói vậy thì Thịnh cũng làm theo, chứ Thịnh cũng không biết. Hồi xưa cha mẹ thì kêu sắc mướp nấu canh là xéo xéo thôi. Bây giờ cũng cứ việc xéo xéo tới giờ thôi. Giặt sơ sơ thôi là nấu luôn. Vậy đó mà nó ngọt nha các bạn. Bữa nay mưa quá các bạn. Rửa củi mà ướt biết cháy nổi không. Cũng phải cháy thôi. Đâm la cái khối nó hơi nhiều các bạn. Chậm dầu được coi. Quá thôi, còn táo nữa. Lá này cũng không được khô dữ. Nó cháy nó khấu nó dữ lắm. Cái mùi nó thơm coi ơi. Vô cháy. Đây các bạn. Còn lửa cao nguyên này chưa? Dạ chờ rau các bạn, rồi lấy rau cho các bạn coi luôn. Chuẩn bị nước sôi là bỏ rau vô. Nước sôi no cho cá nó rút gì nó ngọt nước các bạn. Ngọt, dặn luôn ngọt các bạn ơi. Đó. Cá nó chín cái này cái mình bỏ rau vô cái nó là xong rồi canh. Đó. Quá trời còn lửa chứ giờ bỏ cũng xong nữa. Đúng là ta nói cái bò này cái chất đạm nè. Tại mình thấy mình sợ quá mình vớt bỏ bớt. Wow, sùng sướng các bạn ơi, nó mát mát nó ngọt. Miếng nữa cái đã rồi. À, thật là do mót. Ơi, nước vô chưa? Thấy cái này, cái nào vô cũng được luôn. À, hấp dẫn rồi đó. Wow, cái sòn canh. Bữa nữa mấy chú cháu sẽ đi mưa này các bạn, sẽ đi bắt cá lên các bạn. Kiếm cá lên thì đa số là cá rô nó lên nhiều, đang đẻ các bạn. Giờ mình chiên xù, mình cuốn bánh tráng các bạn. Chờ mưa cây nữa là Thịnh với chú Chính sẽ đi bắt cá lên các bạn. Nhái xào xớ các bạn ơi. Cái xả ớt thì nó thơm các bạn. Giờ bỏ xả nó thơm rồi các bạn. Nó cháy xả rồi các bạn. Giờ mình đưa vô. Ngá này thì mình cũng có ướp sò no, rồi muối được các thứ các bạn. Bây giờ còn chờ là ok nữa thôi. Ngá còn mình để cho nguyên con nha, nó ngon các bạn. Cắt làm hai thôi, không cắt gọn lại bởi nó hơi chà chơm chút xíu. Các bạn thấy trứng ớt rồi các bạn, trứng ớt với trứng nhái các bạn. Ồ, trứng ớt, một con ớt mà một trứng cỡ dày nữa các bạn.
mưa lên đầu mùa các bạn, nó sẽ nhảy ra là nó đẻ các bạn, đó là trứng dữ lắm, ôm trứng săn lại các bạn. Đó. Mình thử cái đùi ếch các bạn, thử coi ếch nhái nhái con ếch hả, còn như nhái không các bạn, xào xả ớt. Ừ, vậy. Wow. Nó dài quá các bạn ơi, cái đùi ếch làm trước cái đùi, còn cái đùi sau cho mấy sau. Đã hoàn thành, ngon quá, chờ ta dĩa. Canh mướp với lại cá rô đồng nè các bạn. Còn phần bên đây là cái dĩa nhái xào xả ớt các bạn. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn dùng với lại Thịnh với chú Chính với lại Tiền với lại bé Sâu nha. Đây trứng ớt đây. Canh là mấy rồi chú Thịnh mang lại đó. Thì biết sao mà kêu là nhái xào xá không? Xào xá là nó không có mặn như kho, còn nó kêu kho xá ớt là nó mặn cứng như mình vừa vừa. Rồi con ếch mình đùm trứng nó như vậy đó hả? Quá trời con ếch, một con ếch nè các bạn, mà cái đùm trứng nó cỡ này nè. Xong trứng không? Tên anh cảm giác này sao? Cảm giác trứng ớt sao? Nó giòn giòn, vui vui. Ngon lắm. Đây, trứng ớt. Đây, xin vô đi. Xin vô được rồi. Xin vô ăn không? Trứng nữa kìa. Quá trời làm lẹ quá, cái cảm giác nó chưa đã. Lại miếng trứng không? Ngon lắm. Rồi các bạn ăn ớt nha. Đậu quá ta. Nhái nhái được cái xương nó giòn cốp cốp luôn. Nhái này là hồi tối trời mưa lớn đó các bạn, chú Chính đi bắt các bạn. Bắt tối quá là Thịnh quay không có kịp. Rồi để chú Chính đi bắt luôn. Sáng ngày là mình mới làm đồ ăn luôn. Bữa cơm ấm cúng, bữa cơm gia đình miền quê. Có mấy món à? Muốn ăn gì để cho? Làm cá cả, thức cá cả. Cá rô đồng này các bạn, ôm trứng mà mưa được các bạn. Bây giờ Thịnh xin phép thưởng thức cá rô này, mời cô chú anh chị bạn dùng cái Thịnh luôn nha. Cá rô đồng nó béo, nó trứng. Cái đồ đồng mấy cá đồng á các bạn miền Tây á, chỉ có cá rô là trứng nó béo nhất thôi các bạn. Béo mà ngon. Nhá nước mặn tới tháng nước nhiều lắm. Bây giờ mặn là biết cái hồi đó. Hồi đó bắt bán. Hồi xưa sao mần dỗ chứ bây giờ nếu mần có chịu gì nổi. Mần có nhiêu đây mà mần cả nửa tiếng hồ các bạn. Dỗ nó thôi. Anh mần nhái kêu sao? Không có. Cái này. Con này. Rồi trưa nắng hầm này mà. Mồng tơi mướp. Ôi ôi. Bút cái làm tới tiền nguyên mình nhái. Ừ.
quá trời, mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi xả, ớt cà chai ngon quá. Chấm vàng canh vô, chấm vô nước mắm cảm giác. Rau tập tàng chấm vô nước mắm mặn này với lại ớt phanh này các bạn. Cái tính gì xấu mà các bạn. Tập trung quá chứ tập. Wow. Tiếp một con nữa các bạn ơi. Quá cà trứng. Này đây. Cho nó mắm rồi. Em rải từ từ không thích. Quá trời trứng béo. Video đã dài rồi các bạn. Xin phép được kết thúc video tại đây các bạn. Mong các bạn theo dõi những video tiếp theo các bạn. Bye.